cha tôi tiếp nick chân chị tiếp gặp nhiều bạn to nơi cam với thi là bao nhiêu bạn to tiếp cha bạn bạn to từ tiếp này cứ chia mà bọn miền muối là vì bẹ con từ năng rương đầy hỏi rư cả rương thui cho ra cho nơi tạm đồng phơi ban nè nơi phơi chuyện lịch trầm cha vì nùng bình dương từ mũi ô lịch bờ mũi cha từ chân tới vì nùng bình dương từ cặp bông chám bên việt đó cặp bông chám bị thầm côn trùng mà quên nhé nè nhưng cặp bông tại sang song phơi và sang song phơi cứ thả cả này những sang song phơi cứ bị miên hói nước chia mình phật tế hay ca thui trả cho bị bạn tại trời để cho nên quay đây tầm khăn cứ thả về đại khi nhom từ cặp bông chám và mang ngày muốn lúc chụp mũi chụp mũi nước bông phôi mà chỉ nuôn lục bán lượng lá cặp pi cả lấy ca thui trả cho nơi tam phơi đại cặp bông đã sang song vì nụm bình dương từ cái vùng trá mà bên thầm thầm con cho quấn nhá bà thầm con cho một khổ mình bà đã rương tim mũi để cọt bàn lược lá cũng cọt há lập ổ nói chui mưa phong vì hỏi pi nha vì hỏi pi nhưng mấy tới bốn hỏi pi nhưng chun ca tới nè thôi play nó cọt sau đó bên là sau màn sóc anh đang bị thở hơi sau màn sóc với hộp lớn bị vây lớn bị thông trong bị thở chừng này chờ nó hơi chờ ra cho bác từ bác mau chân tới người ta mình ai chẳng bằng bạch là hơi đang ban đi còn vừa chân đấy nè cả thả chân và là mũi tiết nữa rồi mũi tiết nó còn nè thôi đầm ná còn thả ngày mũi lúc khơi như rụt chân mà cương mà mau chân tới không sẽ than phịp hơi cả là hơi như mưa sẽ khơi như bị mũi hồi bài mà chẳng đó là pi nó bị bài phượng mưa chẳng tới đó pi từ lẽ phượng cái hai phượng cái bụp búa pha chứ này nó ngay từ lẽ phượng pha nó cho máu mưa từ mông ọt khơi bốc áp và nụ cru nụ bông vi cái lạp vi cho câu ra vi cái lạp anh đang rương mui đây chẳng có tha bà sân chưa miên tu lưng và to tiết xong ao gì xong mặt cái cách rư con nẹ thôi phá lấy nó cứ tha mưa mưa đang phong bởi vô vì ai bị bạ nó không cả bạc bó hay nó mà miên cru thế thả lần bà thầy mà rương tiết khi nhóm bàn chụp cho mỗi nâng bóng nẹ thôi đầm ná tam lời nâng bà này có chim mà tâu có chim mà tâu có lưu lang thang chế có thà có sừng kết khứ anh thà lời nâng mặt kháng cái xù mặt kháng tiết đôi bông bông gầm bông để khứ anh không rụp hiệp mặt kháng đầy mình chứ nghe hay phía chán khi nôm khí ba ta mặt lời cửa xù ni chia khí ấy kiếm chia khí tam lời cửa xù tư bánh tay miên mà chừng luôn đôi mấy nhiều lúc hiếp bàn khơi nhưng bên này dễ toàn đó là toàn lược miền hay lần đơ miền là đọc pi cả ấy miền là công tử nớ ui thật còn phải nhập á phải nhập pi chứ mà qua cái mà chi lập lại đấy nữa tỏ lúc hiếp bàn khơi bàn lồi mà và tôi chi lập lại đấy đang vì hơi chút mò món giống nom à nè bà lừa lừa cả xu ní còn mưa ấy là khơi tiền mưa ấy khơi gì mẹ cả này mũi nó trong nơi không đột chốn cặp bông ta hơi từ lùm hơi trắng đấy xếp ta bạc lương prong priết thằng tây ta mau prong priết đôi chung trắng xếp ta rút chân bị mục máu lên kịp mặt bị mục vêu từ kháng chú anh đây mà kế à khía tây bởi này à phụ khá nhóm tây bởi này chọc phía ăn trăng bạc cách bạc cần ngồi nó được cạn này bạc chẳng chóng là nó người ta khi cặp bông ta bạc lưu plâu nè plâu cả xú nè nó mà cầm áo vi hói hay nó mà ta bạc lưu áo plâu nu và cái bà ấy hơi tổ lùm bình nắng là nó người rương môi vẹp quan tên nó nhẹ bạc bò bà hay rương này cột trong sự cột ngôn này cột vẹp nhóm hạt cột chi mà tô nó thả và ấy gà và tới hơi gà hơi tới bàn tay ảnh nát phong là về để khơi nhẹ chi mà tô chi lưu plâu nắng cầm áo và vì vua khá nê chi mà tô gà nà và chóc hơi màu trúc chọc bà đòi bà nẹ lát viêm ấy nè à mưa lên khơi mà rương à hơi trôn một trôn một trôn khó ai cái mà rương tiền nè vì tầy chẳng hơn bà phân bà bông phô ôn dân này có phở đầm ná tam phá lời chê lê bà môi à năng ấy nhờ bà con chi mà tâu với phẩm liệu bằng bẹ cư mân là ôi cha cứ chi bà hai chia cả lạc lộ đấy cứ phở bò khó ai nâng bà là chi cổ phê đọc cô à cha hay mặt đăng tha bông bông khang ở nhà thôi còn bàn phòi tật đai bàn tay bà hai chỉ tụng mân chứ nè rồi coi dạng mái chân á được bông ôm chi bà lựa lá to tầm biên ca cho ruộng pin nè bà lớn nâng anh chà được chứ này bà phân bà bông bà ôn để có thử đầm nà tam phê chết lên bà mối à nâng dân thử đầm nà tam phê cửa phu tới thủ tụ bây giờ vi chuyện trọng yên tết tay cửa việc cắt bà thoi ca hoi tại đây chà phê đây nụ dân ai khang mà tô quạt chi tơ tụ bây giờ hoi hoi tịnh tịnh đây mà tô chà được chứ này giúp mà tha giúp mà tha thang ai cứ bạc phương là hột cái này đã ọt bạc phương tới cứ mình cửa thân ạ đôi chị áp á lớn đi trong trong tên chị áp hay bà phân chia tam phần đồng bộ bông bà ôn dân tam đón phơi chuyện lên bà
6 ហ្នឹងដែលមកកំណត់ដែលធ្វើផ្លូវមិនតាន់ហើយនេះគាត់ថាមិនដឹងជាទៅច្រកណាទេឥឡូវនេះគឺវាដីដូចជាចង់ភ្ជុះធូលីទៅហើយណាចាចាឥឡូវប្រហែលជាបន្តិចទៀតទៅសង្ឃឹមថាបងដែលគាត់ទទួលខាងមកការធ្វើផ្លូវហ្នឹងគាត់នឹងរិះរកវិធានការណាដើម្បីកាត់បន្ថយហើយយើងអ្នកធ្វើដំណើរក៏ជួយគ្នាទៅចាដើម្បីទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនដើម្បីអ្នកណាម្នាក់ទេជួយគ្នាព្រោះទៅដាក់បន្ទុកតែអ្នកធ្វើផ្លូវក៏ពិបាកដែរអានេះមិនមែននិយាយការពីអ្នកធ្វើផ្លូវអ្នកធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យផលប្រយោជន៍មកខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គាត់មួយម៉ាត់ខ្ញុំចេញពីព្រៃវែងបុកទៅកំពង់ចាមហើយស្ទប់នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងក៏មើលនេះមើលនោះបងប្អូនក៏ឃើញហ្នឹងក៏គាត់ស្ទាក់ហៅចាប់សួរនាំឲ្យប្រាប់យោបល់តិចតួចរឿងផ្លូវហ្នឹងបានតាមផ្លូវមកខ្ញុំអត់គេងខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាថតបដាយបាទអរគុណណាស់ហើយអាផ្លូវនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតទៅចុះកាលណាយើងមកដល់ស្ពានប្រៃត្មាក់ដែលកំពុងសាងសង់ហ្នឹងវាហុយយើងលែងនិយាយហើយបងប្អូនមួយចំនួនលោកបើកវៀងលែងបើកអាផ្លូវធំហ្នឹងគាត់បើកវៀងអាផ្លូវមាត់ទន្លេចាចាផ្លូវមាត់ទន្លេដើម្បីកុំឲ្យវាហុយហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាចៀតចរាចរដែរប៉ុន្តែវាមកចៀតអាផ្លូវមាត់ទន្លេដែលបើកវៀងកុំឲ្យហុយហ្នឹងព្រោះផ្លូវហ្នឹងវាតូចចាក់គ្រួសចាក់គេហៅថាបេតុងខ្លះខ្លះកស៊ូខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងមកដុំបាក់ខៃនោះមកដល់គឺមានកន្លែងហ្នឹងគឺដាច់ផ្លូវហ្មងដាច់ផ្លូវនៅសល់តែផ្លូវអាចម៉ូតូឬកង់ឬម៉ូតូតចុះរៀងបណ្ដាតិចតិចទៀតបានដាច់ដោយសារតែបាក់ដីហ៎ដាច់ផ្លូវហ្នឹងហ៎បាទដាច់ផ្លូវហ្នឹងថាមកវិបាកដីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺខូងហ្មងជាប់ទន្លេហ្មងហើយអញ្ចឹងសល់តែប្រមាណថាជា700ម៉ែត្រទៀតដល់ផ្លូវជាធំរបស់យើងហ៎អញ្ចឹងអានេះគឺថាយើងពិបាកនឹងរកវិធានការដែរមានតែអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ទេដែលលោកអាចកត់គូអំពីបញ្ហានេះកើតប៉ុនពិបាកកត់គូដែរមិនតល់តែយើងធ្វើច្រាំងទៅលើទុបរឿងនឹងតចាក់ដីធ្វើឯនោះធ្វើផ្លូវបេតុងចាក់ច្រាំងទៅលើទុបបានកើតណារឿងនឹងគាត់នៅថាប្រហែលប្រថែមឯបាទអរគុណចឹងសូមអនុញ្ញាតជូនទៅកញ្ញាសិលាបន្តចុះចានៅចំពោះនៅខាងខេត្តប្រហ្វេអនុឯនោះវិញចាគឺសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រហ្វេអនុបន្តពង្រឹងការល្បាតប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងចាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសខេត្តប្រហ្វេអនុបន្តពង្រឹងកិច្ចការពីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិគណៈដែរខេត្តទេសចរមួយនេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាវិនិយោគិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកវរៈស្នៃឯកុលផាលីស្នងការរងទទួលបន្ទុកកណ្ដាលប្រមតននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុបានដឹងថាដើម្បីធានាបាននូវស្ថិរភាពសង្គមសន្តិសុខចាសង្គមសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុកម្លាំងចម្រុះរបស់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានចុះធ្វើការល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងដាក់ប៉ោះប្រចាំការចំនួន12នៅទូទាំងក្រុងប្រសិទ្ធនុជាពិសេសនោះគឺបានបង្កើតក្រុមការងារទទួលនិងផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិត្រូវការផ្តល់ព័ត៌មានឬមានបំណងចង់ប្តឹងផ្តល់អំពីបញ្ហាអ្វីមួយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជួយសហការនិងផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាមានភាពងាយស្រួលដល់សមត្ថកិច្ចចាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នៅបង្ក្រាបបទល្មើសបានទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះសម្រាប់ខេត្តប្រសិទ្ធនុបទល្មើសចោរកម្មនិងបទល្មើសផ្សេងៗមានការថយចុះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រការទាំងនេះដោយសារតែការខិតខំចាប្រឹងប្រែងពីសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តចាបាទហើយដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យមានចោរកម្មកុំឲ្យមានហើយតើអាការអសន្តិសុខករណីផ្សេងៗកើតឡើងអញ្ចឹងជាដើមទៅបាទនេះគឺជាការរៀបចំបន្តទៅទៀតហើយអញ្ចឹងសូមជូនវិរៈទៅកញ្ញាសិតាទៀតដែរចាទៅក្នុងនោះយើងក៏មានព័ត៌មានមួយទៀតដែរដែលមេដាបេដាសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅចាលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូខេត្តនៅតំបន់ព្រំដែនថៃពិភាក្សាគ្នាគឺរិះរកកលិះអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនិងសាលារៀនមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសិស្សជាង300នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី12កុម្ភៈនេះគឺបានជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយនឹងចានាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាលាបឋមសិក្សាសំរោងដើម្បីរៀបរកគលិះអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនិងអភិវឌ្ឍសាលារៀនគណៈដែររាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាវិស័យអាទិភាពប្រដាជគុណហុងសុផានលេខាចាអនុគណៈក្រុងសំរោងមានសង្កេតថាការអនុគុណ
អូចាលេខាអនុគុណក្រុងសំរោងគឺមានសង្កេតការថាការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសាលារៀនឲ្យធំធានអាស្រ័យលើការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាចាដូចហ្វាត់កណ្ដៀចាដែលមានការរួបរួមចាមហាសាមគ្គីជាធ្លុងមួយទើបអាចរីកដុះដាលឡើងនៅដំបូកចំណឹងអាហារជាទ្រព្យសម្បត្តិបាន ប្រដាប់ជគុណបានអំពីវនីអោយសសានុសិស្សត្រូវគោរពវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយកិត្តកម្មរៀនសូត្រហើយចាំមិនត្រូវដើរលេងនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនល្អដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមដើម្បីថ្ងៃអនាគតខ្លាចជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងចានឹងសមត្ថភាពចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនចាលោកអៀប្រូហ្វេតនាយកសាលាបឋមសិក្សាសំរោងបានសំណូមពរដល់មាតាបិតាសិស្សទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូនកូនដែលគ្រប
ន់អំពីវនីយផងដែរថាអំពីការបង្កើតនៅមូលនិធិរបស់សាលាប្រចាំឆ្នាំក្នុងគោលបំណងគឺយកថវិកាកសាងសមត្ថផលនៅក្នុងសាលាគឺមានការស្ថាបនារូបសំណាក់លោកតាក្រមង៉ុយរបងសាលាការចាក់សាបទីធ្លាសាលារៀននិងជីកប្រឡាយជុំវិញសាលាដើម្បីបញ្ជាក់ទឹកកុំឲ្យលិចសាលារៀននៅរដូវវស្សាដែលពិបាកដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សចា៎ខ្ញុំដូចជាចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយដែលគាត់ចាគឺបានជម្រាបជូនថាក្នុងបានន័យថាគឺការមានការបង្កើតមូលនិធិរបស់សាលាប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានការរៃអង្គាសចាគឺថវិកាសិស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខណៈយកថវិកានឹងរាល់ថ្ងៃចាដោយអត់ដឹងមូលហេតុការពិតទៅមេដាបេដាក៏គាត់ចង់ឲ្យសាលារៀននឹងមានការអភិវឌ្ឍឡើងស្អាតបាតហើយការតែពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បុត្រធីតាគាត់ក៏មានគុណភាពដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះមួយចំនួនគឺយើងមានសារច្រើនពីមេដាបេដាសិស្សដែលតាក់ទងទៅនឹងការយកលុយចាសិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាប្រចាំខែទៀតផងឥឡូវហ្នឹងគឺមានវិធានការដែលក្រសួងអប់រំគាត់នឹងចាត់វិធានការក្តៅមួយដែលប្រសិនបើមេដាបេដារូបណាឬក៏ចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរូបណាដែលគាត់ទទួលលុយពីសិស្សដោយគ្មានមូលហេតុចាគឺមេដាបេដាអាចទៅប្តឹងខាងក្រសួងអប់រំបានចាអារឿងអាចទៅប្តឹងក្រសួងអប់រំបាននឹងប្តឹងបុគ្គលណាមួយមន្ត្រីណាមួយអញ្ចឹងតើបង្កើតយន្តការបានច្បាស់លាស់អានឹងខ្ញុំថែមបន្តិចទៅទៀតប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការអប់រំនេះដែរប្រហែលថ្ងៃមុនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានប្រកាសថាសញ្ញាបត្រមានន័យថាបរិញ្ញាបត្រនឹងមិនចាំបាច់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននឹងចុះហត្ថលេខាលើនោះទៀតទេចាទុកឲ្យហៅថាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋ100ជាងនឹងគឺថាចុះហត្ថលេខាដោយខ្លួនឯងទៅបាទរឿងហ្នឹងគឺថាត្រូវបានសាទរពីទាំងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងទាំងសាធារណជនទូទៅផងដែរប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការពង្រឹងគុណភាពនៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសគឺថាគណៈកម្មការវិតម្លៃគុណភាពអប់រំគឺថាប្រហែលជាធ្វើការច្រើនណាបើសិនជាសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រមិនរុញទៅរដ្ឋមន្ត្រីទេប្រហែលជាខាងវិតម្លៃគុណភាពអប់រំធ្វើកិច្ចការងារច្រើនណាព្រោះដើម្បីគិតថាតើសាលានឹងអាចមានលទ្ធភាពគឺថាផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់ខ្លួនឯងនឹងត្មងហ្នឹងគឺថាត្រូវការលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាបត្រហ្នឹងវាមានតម្លៃយកត្មងបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលបន្តទៀតអំពីយន្តការនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកញ្ញាចាដូច្នេះសូមបន្តនៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោព្រំដែនចាអភិបាលខេត្តតាកែវបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគយដែលទើបប្រឡងជាប់ចូលក្របខណ្ឌភ្នាក់ងារគយចំណងរដ្ឋកោព្រំដែនប្រចាំនៅខេត្តតាកែវគឺត្រូវអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានចាត្រឹមត្រូវស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធនាំចូលប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសគយនៅរដ្ឋកោបឋមចំណងទី17កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11កុម្ភៈចាឯកឧត្តមហ្វ្រេបេនអភិបាលខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលបានខ្លាយខ្លួនជាសិក្ខាកម្មគយនៅរដ្ឋកោព្រំដែននេះត្រូវតាំងចិត្តប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រក្រឹមជញ្ជក់នៅចំណេះដឹងក្នុងវគ្គនេះដើម្បីបំពេញការងារបានត្រឹមត្រូវស្របតាមវិជ្ជាជីវៈដែលមានតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រការងារពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាដល់ស័ក្តិសិទ្ធិការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធកកនិងកម្រៃគយផ្សេងៗតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ទីផ្សេងគឺជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករ
lối đại chi ông bơ khó chấp bạp nụ. Chà lục ấy xong ơ, bà thiên phá khá côi nô rô tà cô khai tà cao bà nạ đăng tha về bà nô bà nạ bà chạy kê tê côi. Nô rô tà cô bà thăm chùm nôn thịt đập rằm pi ní kì miên chùm nôn học phẩm nẹ khăn nông nụ kì miên phê đập pi nẹ đại mô pi khai tà cao khai tà bốt nâng khai tà kẹp. Lô bàn tò tiết tha chùm bù phá khá cam côi nô rô tà cô bà thăm chùm nôn thịt đập rằm pi ní bàn tò bị ban thủ tù ca bà nô bà nạ chùm niên côi rùi nâng trơ thủ ban ca bà mô bà chạy kê tê dô thi bà tê bọt bàn thèm. Chà bù phá ban côi kì chìa phá ban chùm niên bè cần đá bà đập ở vốn hơi một trời rì chà côi nâng rô tà cô cứ chìa một trời nô cô bà dứt tê thỏa. Chà khuyên kì mê kì mê phần đấy bà dương ọt bà đò ca ôi kì mê kì mê dụ bà chún xua thà ta ban chà chà mọc bì nà hơi bà dương nôm kì nìa đọ chà chà cho tàng ốc cùng cả đài ta không mấy mấy bạn bọt bị sao bị chà chà màu giảm mệt nè việc xong cùng cái nia phần tay mình tiếp tục chà chà ở tràn bị tê vì thử ở các mấy mấy đài bà thầy rương mà giang tiết nâng khi nhung bật thay một tí nè bật thay một tí trong dây vì rương ca cho ruộng cắt một thôi ông bơ bột lúa nơi khăn nông xuân cùng tu từ tầm mòn làm mấy cắt một thôi ông bơ bột lúa xa thì trốn bạn lượng lang thang to tài dương cắt một thôi ông bơ bột lúa đòi khuôn ai cho muốn sần cao bị khi nơi riêng vượt chia lại nơi lão dương chập đam rước chùm niến làm bay mà hiện nơi mà hạp chia lại mình nhé nghe được là thầu hiện sẽ tới cách cho cả nó lui mà họ đọc pi dương hiện chóp dương chập đam một ca nghe thưa dương ấy ấy chập đam mà cha cha cái xu tha còn xu tha thưa ca mất ở bang cái lại khá nhá là ngay ở cái lại khá nhá còn vô lời còn vô tha mạch mà dương chuyển nôm thì dây lê nhá ở lại khá nhá lại bán ấy nhóm liên tràn cái tiêu anh pin ở đây lườm láng pin đó bản chân cả hai ta pi cầm nứt rồi bỏ một cô mà nè nó miên sáp rồi cho hai thì mỗi trong hộp lại khoảng thì pi trong hiện là trần nghề nát để bàn lùi trởn chẳng người ta to tài dưỡng mà nè nó cắt bẩn thôi để khuôn ai và dương khuôn ai chọn bán chẳng kia có chọn bán đôi chật kia chẳng hãy miên để cho bạp nữa rồi cho bạp nó mà crop sẽ lại thoa bỏ một nụ mà crop sẽ đầy lụt luôn bỏ một nụ hay cứ thả nẹt đại khăn trên kia nữa rồi khoai dưỡng cứ ông có việc chàng phơi bột lui. Chà hay mà giao với chị cô miên chấm nến khá đại đại kê rột lui bàn đòi giật tê thò bỏ kê để pha tại. Chà ban này thả đầm rơi cá này cá nghiền nút cứ miên đầm rơi cá chả bị mà hai chân đôi chân kê rột lui bàn đôi kia men mình men chìm phơi bột lui vậy. Chà đôi chân này phơi bột lui nó cứ miên tập luôn dưỡng đằng thà vì chìm phơi bột lui tôi ngồi dòng mày chứ nó. Bà là nên cứ thả rương na cái đó giờ rương cái chấm nến na cái đó cứ thả vì sao đây chấm nến lo đây vận tải còn thả dưỡng trong trong vậy thì mình nuôi mình nẹm nẹn nó vô cả chầm riêng nó vô cả quay nó một bông ra cả sẽ đây tới cá sẽ lục luôn bọc luôn ấy non từ đường bự lùi này chẳng ai ban chỉ kịp cả cái bắt được mấy cục rong xây thì thoa bọc mình nuôi nó nè bà ở cô này lấy số mà nhà sầm ra một lần sân tại chiến dưỡng trong chuột từ sáp tới can phải nghe rica bỏ mình tạm bạc hai bên bạn